Mưa lốc kinh hoàng ở Yên Bái. Hàng loạt ô tô bị đè bẹp, trên 2.000 nhà tốc mái. Trận mưa đá, lốc xoáy kinh hoàng tối ngày 2 tháng 3 đã khiến 4 người bị thương, gần 2.100 ngôi nhà tốc mái. Hiện huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đang mất điện. Sáng 3 tháng 3, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500 m, nên từ chiều tối ngày 2 tháng 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông xảy ra mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Nhiều cây cổ thụ cũng bị lốc xoáy đánh bật gốc. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 2 tháng 3 đến 6 giờ ngày 3 tháng 3 tại các khu vực trong tỉnh: Đồng Tâm 27,4 mm, Cổ Phúc 12,6 mm, Mù Cang Chải 6 mm, Mậu A 3,6 mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phó Chủ tịch Tề thiết cách các huyện, thị xã, thành phố trong đợt mưa lốc tối ngày 2 tháng 3 năm 2020 thì có các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng và có thiệt hại. Còn lại các huyện khác như Lục Yên, Văn Yên cũng xảy ra mưa đá và lốc xoáy nhưng chưa có thiệt hại. 4 huyện phía Tây của tỉnh cũng có mưa nhưng không bị thiệt hại. Mưa đá khiến 4 người ở Yên Bái bị thương, gần 2.100 ngôi nhà bị tốc mái. 23 cột điện thành phố Yên Bái bị đổ, hơn 2.000 cây xanh bị đổ do mưa đá kèm dông lốc. Thành phố Yên Bái có 5 trường học bị hư hỏng mái, 1 trường tiểu học Giới Phiên bị đổ cổng trường, 10 trường bị hư hỏng đồ dùng học tập, 7 xe ô tô bị cây đè hư hỏng, 1 nhà xưởng chế biên gỗ ép ở Văn Phú bị sập, 1 nhà thể thao của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bị tốc mái hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng hàng chục tỷ đồng. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi sẽ tiếp thu ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.